Nhiều người, nhiều startup founders không biết rằng khi mà bạn đã có một nhà đầu tư tạo tác động rót vốn vào dự án thì sau đó bạn có thể mở rộng cánh cửa để tiếp cận với những cái nguồn vốn cực kỳ linh hoạt từ các tổ chức chính phủ với một cái lãi suất cực kỳ phải chăng. Nhưng mà cả hai founder đều nhận thấy rằng cái việc mà đánh giá tác động thực ra là một việc rất khó. Nhiều khi chúng ta đầu tư vào một cái startup mà có tác động tốt, nhưng bên cạnh việc tạo ra tác động tốt đó thì họ tạo ra những cái tác động lại tiêu cực. Thì chúng ta phải làm sao đánh giá được cái tác động cho tốt. Câu hỏi đầu tiên của tôi dành cho các bạn đó là cách tiếp cận của Bottom-up Capital và Earth Venture Capital cho cái khái niệm đầu tư tác động là như thế nào? Thì đối với Earth Venture Capital thì mà bọn mình cũng là người mặc dù rất là có kinh nghiệm trong việc đầu tư mạo hiểm cũng như là kinh nghiệm phát triển startup và công nghệ, nhưng mà cả hai founder đều nhận thấy rằng cái việc mà đánh giá tác động thực ra là một việc rất khó. Nhiều khi chúng ta đầu tư vào một cái startup mà có tác động tốt, nhưng bên cạnh việc tạo ra tác động tốt đó thì họ tạo ra những cái tác động lại tiêu cực. Thì chúng ta phải làm sao đánh giá được cái tác động cho tốt. Thành ra để tránh được cái vấn đề đó thì khi tiếp cận về tác động thì Earth Venture Capital chọn cái phương pháp là thematic investment, nghĩa là chọn một số cái theme, một số chủ đề nhất định mà chúng ta có thể đầu tư vào và đảm bảo được có khả năng tạo được tác động trong cái lĩnh vực đó. Thì cái lĩnh vực mà Earth Venture Capital chọn cho phân một của chúng tôi đó là ba thứ. Thứ nhất là làm sao mà tăng tốc được cái khả năng con người có thể chuyển đổi sang sử dụng năng lượng tái tạo. Và điều thứ hai đó là làm sao tăng tốc được cái khả năng mà con người bỏ dần cái năng lượng hóa thạch đi. Và phần thứ ba nghĩa là làm sao tăng được cái khả năng chúng ta có thể lưu trữ được cái lượng carbon trong cái hệ sinh thái hiện giờ. Thì để hình dung các nhà đầu tư tạo tác động một cách đúng đắn thì chúng ta nên vẽ một cái trục X và trục Y. Thì ví dụ như trục Y ở đây của chúng ta chính là lợi ích đối với xã hội, và trục X ở đây của chúng ta đó là lợi ích về mặt tài chính. Thì nhiều người nghĩ rằng nhà đầu tư tạo tác động là chỉ thiên về trục Y, nhưng mà rất là ít quan trọng về trục X. Thì cái câu đúng đắn nhất để nhìn nhận là chúng ta phải từng quỹ có những cái cách định vị của họ như thế nào. Ví dụ như quỹ Patama là luôn hướng tới cái sự cân bằng giữa cả lợi ích đối với xã hội lẫn cả lợi ích đối về tài chính đối với những cái nhà đầu tư. Cho nên chúng tôi xem chúng tôi như là ở trên cái đường thẳng đi liền từ tọa độ 0 và có một cái góc 45 độ trong cái tọa độ mà tạo tác động này. Thì chúng tôi quy hoạch rất là rõ ràng là đối tượng mà chúng tôi muốn hướng tới tạo tác động là gì, cũng như là cách thức. Câu chuyện về đối tượng ở đây đó chính là hai nhóm, nhóm người tiêu dùng có thu nhập từ thấp đến trung bình, và nhóm thứ hai là các doanh nghiệp, các cá thể kinh doanh vừa và nhỏ trong thị trường Đông Nam Á. Về cách thức thì chúng tôi nhìn vào 4 luận điểm. Đầu tiên là tạo ra việc làm, thứ hai là giảm chi phí sinh hoạt, thứ ba là đem đến giúp họ tiếp cận nhiều hơn đối với những cái dịch vụ cũng như những cái hàng hóa mà trước đây họ không thể tiếp cận được, và cái cuối cùng đó là giúp họ tăng lên về mặt thu nhập. Tuy là đầu tư tác động còn mới mẻ ở Việt Nam nhưng nó đã là một cái xu hướng diễn ra rất là mạnh mẽ trên thế giới rồi. An và Tiến có thể chia sẻ thêm những cái đặc điểm nổi bật của xu hướng này hiện nay. Mời An. Thực ra là khi mà mình nhìn nhận về cái lịch sử phát triển của thị trường đầu tư tạo tác động á, thì nó vẫn khá là non trẻ. Chỉ đến khoảng cuối năm 2009 thì bắt đầu cái sự tổ chức của các quỹ tư nhân đối và sự chú ý của họ đối với đầu tư tạo tác động mới trở nên phổ biến hơn. Khi mà mình nhìn vào, thí dụ như năm 2015 chỉ có khoảng hơn 35 tỷ đô la là được rót vào cái lĩnh vực đầu tư tác động từ các nhà đầu tư tư nhân, nhưng con số này đã tăng lên gấp mười mấy lần đến mức là khoảng hơn gần 600 tỷ đô la vào năm 2020. Thì đây là như đã nói, đây là cái tín hiệu rất là đáng mừng. Cảm ơn An. Còn theo Tiến thì đâu là những cái đặc điểm nổi bật của xu hướng phát triển đầu tư tác động trên thế giới hiện nay? Nếu như mà lấy ví dụ về ngay bản thân Earth Venture Capital, khi chúng tôi bắt đầu huy động vốn từ các limited partner trên khắp thế giới thì chúng tôi nhận được một cái sự chào đón cũng khá là nồng hậu từ các LP. Và đó là lý do mà chỉ trong vòng một tháng thì Earth Venture Capital đã đóng được quỹ và đã bắt đầu tiến hành đầu tư được. Điều đó cũng thể hiện được phần nào cái sự đón nhận của các nhà đầu tư tổ chức vào trong ngành, và càng ngày càng có nhiều người quan tâm hơn
với cái tổng AUM từ 600-700 tỷ. Tuy nhiên, nếu như mà xét theo bệnh viện toàn thế giới thì đúng là như An có chia sẻ thì vẫn còn là một cái chưa có thực sự là đủ cái khả năng của toàn bộ ngành. Còn xét về Đông Nam Á thì chúng ta có thể nhìn thấy được rằng cái khả năng của đầu tư tạo tác động khá là lớn, bởi vì đây chính là cái khu vực tuyến đầu của việc chống biến đổi khí hậu. Chỉ có ở những nơi tuyến đầu như vậy thì mới có thể sản sinh ra được những cái startup chất lượng, mà đặc biệt là liên quan tới lĩnh vực climate change.